kim lừa là mà bà con cô bác thì ông bà của con Hiếu, hai Hiếu nó có chồng, vợ chồng ấy nó gả thằng Hiếu đó rồi để xin phép làm lễ với ông bà. Rồi có hồi đó, lấy đi cho chồng mày đâu? Ai biết đâu? Ba làm lớn chưa? Chết mẹ, không lấy đồ ép nó lên à? Hỏi xá đi. Xá đi đâu? Bốn xá. Chế hả? Chế không không? Chế đi. Con lại nữa. Chế đi. Rồi con qua ông ngoại. Thấy con sống ông mừng lắm ạ. Nước phải không? Nước nè. Massage hả? Thu phí massage. Nước gì đó? Ở đây nó có chăm không? Có chăm đang bệnh chứ. Mà xin cái chai nào vậy không? Để ruộng vô cái bắt đầu bạn lại tới kia uống nước suối cho. Ví dụ như mà để phải ruộng trắng nha. Chị mở rồi chị Loan ơi. Chứ giờ đâu có đàn ông bên đàn bà không? Có gì? Vậy bữa nay đi bà ngoại. Bữa nay vợ chồng Cúc nó gả con Hiếu. Chị một rồi cô Loan rồi cũng nhắn miếng rượu đi Hiếu rồi mình đưa bà đi Hiếu. Khi dùng trường anh đưa em xuống thăm miền Tây, có cánh đồng xanh, có con trâu còn đang cày cày, có hàng dừa mát trai gái làm chắc phát thiệt tha, có anh và em sớm mong hai đứa chung một nhà. Nhìn nè bên cái sông đám cưới thiệt to, đầu pháo vô quỳ hai bên họ chúc nhau rộn ràng, tiếng hò tiếng hát nghe thấm tình ai gửi trao nhau. Em thấy nôn nao anh ơi anh tính thế nào? Về làm dâu miền Tây em muốn về làm dâu miền Tây, có thương là thương cho trọn, em ngại gì sớm nắng chiều mưa, thương anh dù cho cách trở vẫn một lòng chung thủy sắt son. Thương em anh đừng sợ khổ, có em là anh sương nhất luôn. Ơi lời hỏi có con sông nước chảy đôi bờ, ơi lời hỏi nhìn con tre lắc léo đưa dâu, rước em về nhà anh mau mau, tháng năm giờ lắm em sao sao, mong ước cho đôi mình thâm nghĩa tình đầu bạc trắng long. Ông tư dí dâu mà còn tre chân anh lắm đó đứng chèo ở đầu kia. Gọi em là cô ba nón lá áo bà ba, không cần phải lấp lánh các cô ba ngày làm hoa. Về miền Tây đất nở phồn xa, con nước vẫn xuôi dòng điệu lý bài ca. Ơi mình sẽ đắp nên duyên tình, mặc kệ bố ồn ào chỉ mình cho riêng mình. Mỗi ngày gà gáy tiếng anh đang ngoài bờ chê, việc nhà và bếp lúc đến hòn hô lại trở về. Anh ơi ngày phu huy khắp cả xóm đã tưng tưng, nguyện hàng năm đầu bạc chứ không có mà linh chừng. Anh đem xuống thăm miền Tây, có cánh đồng xanh, có con trâu còn đang cày cày. Ông bác, nãy giờ anh ba đâu vô chơi, gái làm chất phát thiệt tha. Đợi mưa anh dần dần, sớm một ngày đưa chung một nhà. Nhìn nè, bên cái sông đám cưới thiệt to, đốt pháo vô quỳ, hai bên họ chúc nhau rộn ràng. Lão lão lấy ghế cho chị, chị hát nghe thấm tình ai gửi trao nhau. Em thấy mong nào anh phải anh tính sao hả? Về làm dâu miền Tây em muốn về làm dâu miền Tây, có thương là thương cho trọn, em ngại gì sớm nắng chiều mưa, thương anh dù cho cách trở vẫn một lòng chung thủy sắt son. Thương em anh đừng sợ khổ, có em là anh sương nhất luôn. Ơi lời hỏi có con sông chảy đôi bờ, ơi lời hỏi vì con tre lắc léo đưa dâu, làm dâu miền Tây em muốn về làm dâu miền Tây, có thương là thương cho trọn, em ngại gì sớm nắng chiều mưa, anh dù cho cách trở vẫn một lòng chung thủy sắt son. Thương em anh đừng sợ khổ, có em
Thằng nào nói? Mẹ không nói nghe, tưởng mẹ không nói à. Đâu mà có ổng ổng rồi nay mẹ nuôi con mấy chục năm nay rồi, con đời ơn đất nghĩa, mẹ cũng chúc cho con sống trăm năm hạnh phúc nha. Mẹ mà chúc thêm á, tao mà chúc cái chín chín nè. Em trôi chưa nghe anh rồi gót đi cho cậu sáu nè, cho cậu sáu nè. Nói con đời đó các mẹ cậu sáu cũng vậy. Thôi chưa gì vậy. Rồi chưa con chưa thôi. Thiệt là vui, đang tưới nhà bên rước dâu rộn ràng.
Nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông từ giờ chính thức được làm xuôi. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Một, hai, ba, vô. Ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đa. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông từ giờ chính thức được làm xui rồi đó. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Một, hai, ba, vô. Ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày uống cho nó thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình bảo đảm là linh đình. Thương là thương nhiều không cho chuyện gì cả.
hội đồng, nếu mà thất nghiệp về thu nó bỏ kho. Vườn nhà em cây trái thì xum xuê, còn người làm trong nhà đến không xuể. Cưới em về anh không cần làm rể, tiết xe thiết biệt phủ để em rất trong về. Dưới chỗ em thì là nơi dân giả, nhưng mà sống cuộc sống của thương gia. Em đã ưng là tía má sẽ gả, nên anh ngại ngại nó ba má qua nhà. Rước dâu xa từ đây lên thành phố, anh yên tâm tía em lo mong khổ. Thấy vậy thôi tía má em dễ tính xui gia, hai nhà chắc chắn sẽ đậm tin. Kìa lúa ngoài đồng giờ đã trổ bông, thương em thiệt không sao cứ dài dòng. Mẹ nói là em tới tuổi lấy chồng, anh không mau hôn thì đừng trách con đò sang sông. Thương là thương nhiều không chết, chuyện gì cứ phải lòng vòng. Em là em chờ mong, thương mỗi bọn anh có biết không. Chờ ngày anh bước sang, thưa tính chuyện trầu cả mối mang. Đôi lứa ta đẹp duyên, ba má làm đám cưới linh đình. Thương là thương nhiều không chết, chuyện gì cứ phải lòng vòng. Em là em chờ mong, thương mỗi bọn anh có biết không. Chờ ngày anh bước sang, là một tấm hình để lưu giữ cho ngày vui cuộc đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khi kiếm đâu cô tích trên đời. Thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này. Điều anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời. Điều anh mong thật ra chẳng xa xôi đâu, chỉ cần ta cùng nhau đến khi bắt đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu, yes I know, yes I know. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ. Yêu anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Oh, ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi mãi không rời. Và những lời nói đầu tiên cho phép MC Phương Ngân mạn phép thay mặt cho gia đình cũng như ekip thực hiện chương trình cho tổ chức sự kiện âm thanh ánh sáng trang trí tiệc cưới trọn gói. Xin đôi hoa tươi xin đôi xin được gửi đến tất cả quý vị với lời mến chúc sức khỏe. Một lời chào trân trọng thân thương và nồng nhiệt nhất. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, ai trong cuộc đời của mỗi chúng ta cũng đều trải qua những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời. Và một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất đó chính là giây phút tìm được một nửa yêu thương của cuộc đời mình, để rồi cùng nắm tay nhau xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc. Và đôi ngôn của chúng tôi cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Cô dâu Thu Hiếu cùng với chú rể Masaru, họ sau một khoảng thời gian quen biết tìm hiểu yêu thương thì ngày hôm nay được sự đồng ý tác hợp từ phía hai bên, gia đình đã thống nhất chọn ra ngày lành tháng tốt trong năm, đó chính là ngày hôm nay, ngày mùng 10 tháng 8 năm Quý Mão, ngày mà ông Tơ bà Nguyệt đã khéo xe sợ chỉ hồng, bắt nhịp cầu ô thước cho đôi bạn tình đi suốt con đường trăm năm hạnh phúc. Và không để cho tất cả quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, một tràng pháo tay thật lớn và thật nồng nhiệt để cùng chào đón cặp đôi yêu thương xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất sẽ cùng nắm tay nhau tiến lên phía đài sân khấu ra mắt tất cả quý vị quan khách quý. Xin mời cô dâu Thu Hiếu cùng với chú rể Masaru tay trong tay cùng tiến về lễ đài hạnh phúc. Từ nay ta đã có đôi, như chim liền cành, như cây liền cành, biển trầu vẫn với thân cao, chúc cho đôi bạn bên nhau suốt đời. Thì em yêu
mỗi chúng ta, ai ai cũng phải khắc sâu trong lòng. Đó chính là những tình cảm yêu thương của những bậc làm cha, làm mẹ, những người đã hy sinh cả cuộc đời mình, chỉ mong sao nhìn thấy con mình được khôn lớn trưởng thành và có được ngày vui, ngày hạnh phúc trọn đại như ngày hôm nay. Và trong giây phút trang hoàng và uy nghi như thế này, Vương Ngân xin mạn phép trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đại diện chủ hôn hai họ của chúng tôi ngày hôm nay. Vì vậy, đại diện chủ hôn họ nhà gái xin trân trọng kính mời ông Lê Hoàng Xuân cùng với bà Phan Thị Cúc, bên hạnh là song thân của cô dâu Thu Hiếu. Vì chúng ta dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt, hoan nghênh họ nhà gái của chúng tôi. Chủ hôn họ nhà trai cũng không kém phần lịch lãm và sang trọng. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Lương cùng với bà Bùi Thị Gạo sẽ đại diện cho họ nhà trai tiến về lễ đài sân khấu ra mắt tất cả quý vị qua các quý. Xin hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt, hôm nay họ nhà trai của chúng tôi ạ. Một đại gia đình hạnh phúc, một bức tranh vô cùng tuyệt đẹp, gồm có đại diện chủ hôn họ nhà gái, đại diện chủ hôn họ nhà trai cùng với cô dâu và chú rể xin được cúi đầu gửi đến tất cả quý vị quan khách quý với một lời kính chúc sức khỏe, một lời cảm ơn chân thành và một lời chào mừng trân trọng nhất ạ. Cũng như được sự ý nhiệm cho phép từ phía chủ hôn họ nhà gái, Vương Ngân xin mạn phép thay lời cho chủ hôn họ nhà gái xin gửi những lời tri ân chân thành sâu sắc nhất đến sự có mặt cao quý của tất cả quý vị quan khách quý ngày hôm nay. Quý vị đã chẳng quản ngại đường xa xa xôi, những chút thời gian và ngọc quý báu đến đây chung vui trong buổi lễ vu quy của con chúng tôi. Và nếu trong việc tiếp đại tiếp đón có điều gì đó sơ suất, rất mong tất cả quý vị có thể vì tình thương mến thương cùng với gia đình mà thông cảm vui lòng bỏ qua cho. Xin mạn phép thay mặt cho gia đình chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và ngay giờ phút này đây chúng ta sẽ tiến hành nghi thức yêu thương của buổi lễ ngày hôm nay. Và xin mời đôi gương tay trong tay tiến đến bàn hoa chúc để cùng sót tràn đầy những dòng mật yêu thương đông đầy hạnh phúc ạ. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, các quý thân mến, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng mắt lên phía bàn hoa chúc của chúng tôi. Quý vị thấy đó, tháp rượu pha lê trong sáng tượng trưng cho tình yêu tinh khiết của tuổi trẻ và những giọt rượu trang banh nồng nàn cũng nói lên sức mạnh say đắm trong tình yêu. Tháp rượu pha lê lung linh như huyền ảo, mượn khúc vượt cầu hòa đưa ta tới khoảng trời riêng, như từ màn đêm bước sang một ngày vui mới lạ, như cây xanh thảm bại lá trầu nồng. Khi anh nhiễu lấy tay nàng, cùng nhau rót chén rượu nồng nớt ngay, trang ban hương rượu đắm say, đôi ta cùng rót để nâng đôi vợ chồng. Vâng, trong khoảnh khắc thăng hoa tình yêu đôi lứa nơi đây, rất cần những tràng pháo tay của tất cả quý vị để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Thu Hiếu sẵn viên cùng chú rể Mai Sa Rương. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, cô dâu chú rể có được duyên này, có được hạnh phúc như ngày hôm nay chính là nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha bên mẹ mình. Và những ly rượu hiếu rượu kính ngày hôm nay, cô dâu chú rể chúng tôi sẽ lần lượt dâng lên cho hai bên đại diện gia đình để tỏ lòng hiếu kính. Quý và hai đại sứ hiếu
xin đại diện chủ hôn họ nhà trai hãy nhận cô dâu Thu Hiểu làm dâu hiền, dâu thảo và sẽ chỉ dạy cho cô dâu như thế nào để trở thành một người phụ nữ đảm đang, vẹn tròn 8 chữ vàng của người phụ nữ Việt Nam, tam tòng tứ đức, công dung, ngôn hạnh. Dạ quý vị ơi, quý vị chúng ta ở bên dưới, quý vị rót thật đầy những ly bia, nước ngọt, nước suối, nâng thật cao ly và uống cho thật cạn để chúc mừng hạnh phúc cho đôi ngương, cũng như chúc mừng cho thông gia họ đã có được dâu hiền và rể thảo nha quý vị. Và xin mời đại diện chủ hôn hai họ chúng ta tiến lên một bước chạm ly vào nhau, uống cạn ly rượu chúc mừng hạnh phúc cho đôi ngương. Ngày 10 tháng 8 năm Quý Mão thì hai bên gia đình tình nghĩa thông gia đã được kết nối, và xin mời đại diện chủ hôn họ nhà gái cùng với đại diện chủ hôn họ nhà trai chúng ta tiến lên một bước tay bắt mặt mừng cùng nhau thắt chặt tình nghĩa thông gia, cũng như chúc mừng hạnh phúc cho đôi ngương chúng tôi hôm nay. Rồi nắm tay xuống luôn. Vâng, và xin mời thông gia họ chúng tôi trở về bàn tiệc để chiêu đãi quý vị một cách chu đáo hơn. Và quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chúc mừng thông gia hai họ đi ạ. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Và cô dâu chú rể chúng ta sẽ nắm lại sân khấu để tiến hành những nghi thức yêu thương của buổi lễ ngày hôm nay. Và xin mời đôi ngương tiến đến bàn hoa chúc cùng tiến hành nghi thức cắt bánh tình yêu ạ. Vợ chồng luôn luôn ngọt ngào và luôn luôn tròn trẻ như chiếc bánh cưới buổi lễ hôm nay. Vâng, rất tuyệt vời ạ. Xin mời đôi ngương trở về vị trí trung tâm nha. Mời cô dâu chú rể chúng ta sẽ quay mặt đối mặt vào nhau một góc 90 độ ạ. Vâng, và cô dâu chú rể chúng ta sẽ chạm tay vào nhau uống ly rượu giao vôi hợp cẩn ạ. Chính thức nên vợ nên chồng. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, ngay giờ phút này đây chỉ còn một nghi thức nữa thôi trước khi khép lại nghi thức của buổi lễ ngày hôm nay. Đó là một nụ hôn thật là ngọt ngào, tuyệt vời, minh chứng cho tình yêu của cô dâu chú rể dưới sự chứng kiến của tất cả quý vị quan khách quý để chúc mừng hạnh phúc cho cặp đôi ngương. Và xin mời cặp đôi ngương chúng ta quay mặt đối mặt vào nhau đi ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, nguồn mà quý vị, cho nên nghi thức đó chúng tôi xin được chế nha. Vâng, và một lần nữa tất cả quý vị chúng ta hãy dành cho cô dâu Thu Hiểu cuộc sánh duyên cùng chú rể Masaru trăm năm tình viên mãn ban đầu nghĩa phu thê. Hãy
thẹn thùng làm chi bé ơi, em đừng đi đâu mình nên. Mình đến với nhau đi, cuộc tình mình giờ ấm lo tự do. Ba má anh đã kêu tụi mình cô dính ai tiền tao sẽ lo. Hồi quá tuyệt vời tụi mình là nhất trên đời. Thành tâm khấn 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 tạ ơn đấng trên đã cho con một cô gái xinh ơi. Vui lên đi vì không có đành lo chi, thế gian bao người giờ đâu mấy khi được cười. Hai ba vô
nhờ là cô không bằng cơn yêu tình tình chân tình. Mặt trai là cái vui này nhiều không ai mới đâu rồi mặt vui mong tình tôi nhớ lớn chúc chúc mừng cho đôi bạn năm nay. Yeah, like, oh, oh, oh.